Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip nhuộm áo. Đấy. Tôi đã mua sẵn về một chiếc áo phông trắng và tôi sẽ nhuộm màu nó bằng những cái màu sắc mà tôi đã có sẵn ở đây. Đây. Một chai nước cam màu vàng đấy, nhuộm chiếc áo trắng thành màu vàng, thử nhuộm xem có nhuộm được không. Bình thường người ta nhuộm bằng hóa chất nhưng mà hôm nay tôi nhuộm bằng nước ngọt luôn. Tiếp theo ở giữa thì là chai màu đỏ, nhuộm nó thành màu đỏ. Và tiếp theo nữa là ở bên cạnh tôi là một chai có màu nâu. Đấy. Vàng đỏ nâu. Bây giờ tôi sẽ thử nhuộm chiếc áo trắng này xem nó có đổi màu hay không. Rồi. Thì là nếu mà nó đổi màu mà nó ra được cái màu mà như tôi yêu thích thì là tôi sẽ mặc nó luôn. Đấy, có cái áo mới luôn. Tôi không thích đồ trắng. Đây. Cực kỳ ghét đồ trắng, chỉ thích đồ đen hoặc là đồ tối màu. Rồi. Rút cái tem ra. Đây nhá. Có cả giấy luôn này. Đây là một chiếc áo trắng hoàn toàn trắng, trắng phau, con nhà bà Mau luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ vứt vào đây. Rồi, đây. Đó, vứt vào trong chậu như này. Đây nha các bạn nhìn nhá, trắng phau này. Đó, bây giờ là tôi sẽ nhuộm bằng cái chai nước cam. Tôi sẽ nhuộm bằng cái chai này xem là nó có thể đổi sang màu vàng hay không. Để cái áo này như này. Đó. Tôi gấp nó vào đi. Cho nó hẳn hoi từng tế, màu nó đều. Chứ vo vo kiểu kia thì màu nó không đều các bạn. Đó, gấp nó lại. Rồi, đều vào đây. Đó. Gấp lại, ok. Giờ thì là nhuộm màu. Nói chung là cứ mỗi lần mở mấy cái chai nước ngọt ra chỉ muốn uống thôi. Ngon. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ thử nhuộm màu của chiếc áo trắng này. Đổ luôn này. Xem nó có đổi màu hay không nha. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Cái này chắc là phải đợi, tôi nghĩ là phải đợi, đợi lâu á. Chứ nó không thể đổi màu ngay được. Tôi sẽ để khoảng tầm 30 phút cho đến 1 tiếng. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đeo găng tay vào. Làm cho nó vệ sinh các bạn. Sạch sẽ. Giờ nhúng tay vào nước ngọt như này, nhiều bạn bảo bẩn rồi là không tôn trọng đồ ăn, miệng thức uống chết. Đó. Tôi cho đỡ bẩn tay nữa. Rồi. Tôi thấy áo nó đang đổi màu rồi các bạn. Áo đang đổi màu rồi. Đó, từ màu trắng bây giờ đổi sang màu vàng luôn rồi. Đó, tôi đang vo áo các bạn. Không biết là nhuộm áo người ta làm như thế nào nhưng mà tôi nghĩ là như này đã nhuộm được áo rồi này. Đây. Áo bắt đầu đổ sang màu da cam rồi. Mà cái này tôi nghĩ là phải ngâm lâu hơn tí nữa. Để ngâm lâu hơn để cho tất cả những cái màu của nước ngọt nó sẽ ám vào trong đây. Tôi phải đảo đều như này một thời gian lâu lâu một tí để cho nó nhuộm màu cái áo. Chứ nếu mà không đảo tôi nghĩ là không được. Chưa qua một cái nghề khóa nghề đào tạo nào liên quan đến nhuộm cả. Nhưng mà cứ làm như đúng rồi các bạn. Đó. Mới vắt đi thôi, chiếc áo nó đang màu như này các bạn này, đó. Không biết phơi khô nó sẽ ra màu gì. Tôi nghĩ là màu này vẫn chưa khả thi lắm. Rồi ok, bây giờ thì là tôi sẽ để nguyên cái áo này đây. Khoảng tầm 15 cho đến 20 phút, thậm chí là 30 phút. Để cho nước ngọt nó ngấm vào áo. Thì nó mới đổi màu được, chứ để như này nó vẫn chưa đổi màu được. Tôi nghĩ là phải để lâu lâu ấy. Chứ cái này nó chưa ngấm được. Đó. Ok, tôi đã đợi được hơn 30 phút đồng hồ. Ngâm áo ở trong nước ngọt. Đó, nước cam. Thì là bây giờ chiếc áo đã đổi màu từ màu trắng sang màu da cam. Nhìn rất là đậm luôn. Nhưng mà khi mà tôi mà vắt đi thì nó lại kiểu nó mất cái màu đậm này đi. Đây, bây giờ tôi vắt đi này. Sau đó tôi thử mặc cho bạn xem. Đấy, các bạn nhìn nhá. Vắt đi thì màu nó lại nhạt đi. Đó. Nhưng mà nói chung là cái áo đã đổi màu được thành cái màu mà hơi hơi ngả da cam một tí. Mặc dù là không đậm lắm. Bởi vì đây nó là nước ngọt. Đó. Chứ nó không phải là hóa chất. Ok. Vắt kỹ nào. Vắt hết nước ra. Và thử mặc vào xem như thế nào nhá. Rồi. Không cần phơi khô. Tôi nghĩ là phơi khô thì màu nó lại nhạt hết đi. Nên là bây giờ để nguyên như này mặc. Đây là chiếc áo sau khi mà tôi nhuộm bằng nước ngọt, nước cam. Nó vàng như này.
Đây, cho các bạn xem kỹ hơn về chiếc áo mà tôi vừa mới nhuộm xong. Đó. Ok, bây giờ thì tôi sẽ thử mặc cái chiếc áo mà tôi vừa mới nhuộm xong đấy. Từ màu trắng thành màu da cam. Mặc vào nó hơi lạnh ấy. Bởi vì là nó ẩm ẩm, nó ướt. Mà bây giờ là ở quê tôi bây giờ nó đang vào mùa lạnh, nó không phải là ấm mà không phải nóng, mà cái này nó rất là lạnh. Đấy, động vào thôi đã thấy lạnh hết cả người rồi. Không biết là các bạn mặc áo như nào, chứ còn tôi mặc áo kiểu này. Đó, lùa hai tay đây. Ủa, lạnh thế. Lạnh vãi trưởng ra luôn. Lần đầu tiên được mặc áo nhuộm từ nước ngọt. Úi giời, thơm. Toàn mùi nước ngọt. Đấy, thành áo vàng ngay. Ok, thôi mặc luôn áo này đi, không cần phải mặc áo kia nữa. Thì là bây giờ tôi sẽ nhuộm tiếp. Ở đây có chậu sẵn rồi, hình như là vẫn còn nước cam. Bây giờ phải đổ nước cam đi, sau bắt đầu là sẽ nhuộm sang màu khác. Ok, bây giờ thì là tôi sẽ tiếp tục nhuộm cái áo thứ hai. Một cái áo trắng, lại một áo trắng hoàn toàn bình thường. Đó, hoàn toàn mới nha các bạn. Có cả giấy luôn, thế mới tài. Đây, còn nguyên tem nhé, áo mới đấy, không lại bảo áo cũ chết. Tôi mặc áo là tôi rất là ghét có những cái tem nó có ở trên áo, nên là nhiều khi tôi giật ra cái áo này nó đều quá, nên là giật phát là rách luôn đấy. Thường là tôi mặc áo là tôi toàn cắt hoặc là giật cái đấy ra. Thì đây, áo trắng nha các bạn. Đó, không các bạn lại bảo tôi làm ảo thuật thì chết rồi. Đây, bây giờ tôi sẽ cho vào trong cái chậu. Đó, lại nước ngọt tiếp, uống gái hẻm quá, ngọt. Rồi, đổ luôn đây. Rồi, như màu máu luôn. Ủa, cái là môi hồng luôn. Thấy chưa? Hồng chưa? Như đánh son. Đó. Đây là clip thí nghiệm nha các bạn. Nên là các bạn xem, các bạn đừng bảo tôi là phí phạm rồi là người không có để mà uống, người đem đi nghịch. Cái chai này có 7.000 cái gì mà các ông bảo không có mà uống, ra kia mua uống. Đó, có 7.000 thôi. Đấy, bạn nào thích áo đổi màu cứ mua nước ngọt về mà nhuộm nó dễ. Nó lên màu luôn này. Đó, nó thành màu hồng luôn này, chứ không phải màu đỏ. Nhưng mà cái áo này là hơi tiếc một chút là nó bị rách, bởi vì là tôi quá mạnh tay. Đó. Màu đẹp chưa? Nó kiểu hồng hồng, nhìn kiểu tự nhiên thì rất là đẹp các bạn. Đó, chứ nó không phải đậm, không nhạt ấy. Rồi, đây, cho bạn xem nhá. Cái này chắc tôi không phải đợi đâu. Rồi. Vò thêm tí nữa đi, cho nó màu nó đều. Rồi, màu tôi thấy nó chưa đều lắm. Đây là chiếc áo màu hồng từ nước ngọt, nhìn rất là hay các bạn. Đây, chiếc áo tôi đang mặc là chiếc áo màu vàng, còn bên cạnh tôi chiếc áo màu hồng. Lại thử mặc tiếp xem như thế nào, xem mà đàn ông mặc áo màu hồng xem như thế nào. Rồi, mắt đầy nước đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ cởi áo ra. Cởi cái áo được nhuộm từ nước cam. Đây, đây chiếc áo được nhuộm từ nước cam. Đó, bỏ đây. Ừ, thơm quá, như nước hoa vậy, toàn mùi nước ngọt. Úi sổi lạnh, lạnh quá. Anh trưởng đang mặc cái áo kia nó ấm, giờ mặc áo này lạnh quá. Nhìn đẹp phết các bạn ơi, thề luôn tôi thấy nó rất là đẹp. Không biết là các bạn nhìn như nào, nhưng mà đối với tôi thấy áo này rất là đẹp. Đây, review cho anh em xem cái áo màu hồng. Đấy, một chiếc áo đẹp toàn diện. Tôi đã nhuộm xong hai chiếc áo màu vàng và màu hồng, và bây giờ là chiếc áo cuối cùng tôi sẽ nhuộm màu nâu. Ok, bây giờ thì là cái công đoạn cuối cùng của cái thử nhuộm màu áo ngày hôm nay. Rồi, tôi cái này giật nhẹ thôi bởi vì mặc khó chịu một chút. Ok, tôi sẽ không giật nữa bởi vì sợ rách áo. Đây,
Áo này là bán đấu giá nha các bạn. Bạn nào thích thì là tôi sẽ để lại cho, và tôi sẽ ký một chữ ký lên trên đây. Bạn nào mà trả tiền cao nhất là tôi sẽ để lại cái áo màu vàng có chữ ký của NTN, và số tiền đấu giá sẽ để làm việc từ thiện đó, kiểu như thế. Thì cái áo màu vàng này tôi sẽ để cái giá liên yết là 100.000 một cái áo này. Bạn nào trả cao thì là tôi sẽ để cho bạn đấy. Áo màu hồng là 200.000 đó. Đây các bạn nhìn nha, áo vẫn trắng này. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ nhuộm nó. Rồi, nó đã đổi màu sang màu nâu rồi các bạn. Đây, chính xác màu cháo lòng. Các bạn hiểu cháo lòng gì không? Tức là màu nâu, màu bẩn bẩn ấy. Đất đất, màu đất ấy, kiểu thế. Đây các bạn thấy không? Chiếc áo đã đổi màu sang màu nâu. Hơi nâu một tí thôi. Rồi, nếu mà vắt kỹ nước đi thì nó lại hơi trắng trắng, hơi ngả trắng. Ok, sau hơn 10 phút mà cố gắng ngồi nhuộm thì là bây giờ chiếc áo nó đã đậm màu hơn một chút. Đó. Nhưng mà vắt thì nó lại nhạt, đậu xanh không sao. Dù sao thì từ màu trắng đã sang cái màu đất như này rồi. Thì tôi đã đổi màu thành công. Đấy, nhuộm màu thành công chiếc áo trắng thành chiếc áo màu nâu. Nâu, nâu, nâu. Đó, cho bạn xem. Đây. Khác hoàn toàn với lại cái áo trắng nhé các bạn. Tí nữa tôi sẽ đo cho các bạn xem ba cái áo này so với lại một cái áo trắng hoàn toàn bình thường nó sẽ khác nhau như thế nào khi mà nhuộm xong cái nước ngọt. Đó, bây giờ tôi sẽ mặc chiếc áo này vào. Thật sự để mà nói thì là tôi thích cái áo màu hồng này hơn. Cái màu hồng này nhìn rất là nữ tính, nhìn rất là đẹp. Mặc dù tôi là đàn ông nhá, đấy, không bê đê, không gay đâu. Các ông đừng có vướng ba vẩn nghĩ linh tang kinh. Rồi, bây giờ là lại cởi mũ ra. Phải lột bỏ cái áo màu hồng. Thật sự là tôi rất là thích mặc áo màu hồng, mỗi tội là nó bị rách như này, thế nó mới đau. Mạnh tay quá, đấy, chiếc áo màu hồng này. Nhìn đẹp quá. Ừ, nó lạnh thế. Mấy ngày không tắm rồi, hôm nay là mặc vào là tiện thể tắm là vừa các bạn. Úi dồi, lại rách. Áo đều khổ, tôi đi mua áo đều về. Úi dồi, lạnh, lạnh vách trường. Rồi. Đây là chiếc áo màu nâu. Nhìn màu nó không đậm lắm. So với lại hai cái áo màu vàng và áo màu hồng thì tôi thích áo màu hồng này nhất. Thích màu này nhất. Rồi đến màu này. Và cuối cùng là cái áo màu này. Màu này nhìn hơi bẩn bẩn. Nhìn bẩn quá. Đó, nhìn không đẹp tí nào cả. Màu vàng nó rất là đẹp này. Đó. Tôi không thể nghĩ là có thể nhuộm được vàng như thế này. Đây. Và hồng được như thế này. Chỉ từ nước ngọt thôi chúng ta có thể nhuộm được áo như này, thế rất là thú vị. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ so sánh cho bạn xem là cái áo này với lại một cái áo trắng khác nó sẽ khác nhau nha. Ở đây thì là tôi có một chiếc áo trắng mới hoàn toàn, chưa nhuộm, ok. Và bây giờ tôi sẽ so cho các bạn xem. Đấy. Các bạn thấy là chiếc áo này so với lại chiếc áo mà tôi đang mặc, màu nó hoàn toàn khác nhau. Đây nha các bạn nhìn này, hai tông màu khác hoàn toàn nhau. Ok, đấy các bạn thấy không? Cho là Nguyên mặc vào thì làm cái đọ được hai cái màu nó khác nhau như thế nào. Một thằng trắng toát, một thằng thì bẩn bẩn. Nhìn bẩn quá. Đấy, thì đây là cái áo mà chúng tôi vừa nhuộm xong. Ok. Rồi. So sánh các bạn xem để các bạn có thể biết được là hai cái màu nó khác nhau như nào. Rồi tiếp tục là tôi sẽ thay cái áo màu hồng vào để so sánh. Nhìn đẹp vãi chưởng. Áo này chắc là tôi phải để đấu giá 5 lít. Hơi mùi nước ngọt. Thơm vãi. Đấy, mà cái áo này là khỏi cần xịt nước hoa luôn. Đây cho bạn xem. Hai màu áo khác hoàn toàn nhau. Đấy. Rách hết ra rồi. Áo đều mà khổ. Rồi, xong một vào cho anh em xem. Khác nhau chưa? Khác hoàn toàn. Rồi, bây giờ tiếp tục là cái áo cuối cùng. Đây, chiếc áo màu vàng. Hai màu nổi bật nhất của lần nhuộm ngày hôm nay. Thở quá. Toàn mùi nước cam. Người phát là biết mùi gì luôn. Rồi đây cho các bạn xem. Hai chiếc áo khác màu hoàn toàn nhau. Đó, phải so sánh để cho các bạn biết là sau khi nhuộm xong thì là nó đổi màu như thế nào. Chứ không nhiều bạn nhìn vào các bạn thấy nó rất là bình thường.
Nhiều khi nhìn vào bản nó cũng chả đổi màu mấy, nhưng mà khi mà so sánh hai cái màu này như này thì các bạn đã thấy có một sự thay đổi rất là đặc biệt, rất khác biệt luôn, trắng và vàng sau một vòng nào. Đó, đẹp chưa? Khá đẹp. Ok, và tôi đã thực hiện xong cái clip mà thử nhuộm áo bằng nước ngọt đó, thì nhuộm được 3 màu sắc khác nhau thì rất là thú vị. Ok, có lẽ là bây giờ là tôi sẽ đi ký cái tên tôi lên đây để thực hiện bán đấu giá xem là có anh em nào mua hay không. Rồi, tôi đùa đấy. Chứ áo ghẻ ghẻ như này, rách rách nát như này, ông nào mua làm gì. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích mua ấy, thì cứ để lại comment xem là anh em trả giá cái áo này bao nhiêu tiền nhá. Tôi chắc chắn là sau khi mà đăng clip này lên là khá nhiều bạn trả giá vài tỷ, thậm chí là vài trăm tỷ nhưng mà không có tiền. Chắc chắn là như vậy rồi. Ok, và nói chung là không có gì kể cả. Hy vọng tất cả bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye nha.